Xin chào chị em và các bạn nha. Thì chắc chắn là ở đây đa số chị em và các bạn á đã từng vào bếp và nấu cơm cho gia đình rồi đúng không? Nhưng mà sẽ có một số chị em và các bạn chưa bao giờ vào bếp, cho nên cái việc làm một mâm cơm cho gia đình nhá cũng rất là khó khăn. Thì hôm nay mình sẽ làm một mâm cơm cho gia đình vừa đơn giản mà trông cũng rất là đẹp mắt. Cho dù giàu hay nghèo nhìn vào thì cũng rất là sang trọng luôn nhé. Thì với một cái con gà ta, một con gà thả vườn thế này, hôm nay mình sẽ làm bốn món ăn. Cái đùi thì mình sẽ sử dụng để làm cái món gà hấp cơm. Còn phần ức gà này mình sẽ lọc ra, mình xay ra để mình làm mọc, làm cái món mọc canh gà rau củ. Phần thịt còn lại á thì mình sẽ chặt ra để làm cái món gà rang nha các bạn nhé. Thì cái bộ lòng gà thì mình sẽ đem đi làm cái món lòng gà xào su hào. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nha chị em và các bạn nhé. Trước tiên thì mình sẽ phay con gà này ra để mình phân ra từng cái bộ phận để mình làm nha các bạn. Rồi hai cái đùi này á mình sẽ đi làm cái món là đùi gà hấp cơm chị em và các bạn nhé. Làm cái món này ăn vừa ngon và cũng là rất đơn giản luôn. Rồi cái phần ức gà này á mình cắt nhỏ nhỏ ra để mình cho vào máy mình xay cho nó dễ nha chị em và các bạn nhé. Nếu mà nhà chị em và các bạn không có máy thì chúng ta có thể băm ra cũng được. Còn phần thịt còn lại này thì mình sẽ đem chặt ra, chặt miếng vừa ăn rồi mình sẽ làm cái món gà rang. Rồi bây giờ mình sẽ tranh thủ đi nấu cái nồi cơm chị em các bạn nhé. Nốt tiện mình cho cái đùi gà vào đây mình hấp luôn nhé. Mình không cần phải đem luộc hoặc là đem hấp riêng đâu nhé. Làm cách này nó rất ngon luôn. Chị em các bạn cứ làm thử mà ăn xem, cực kỳ thơm ngon luôn á. Thì gạo thì mình vo khoảng 2 lần như vậy là được đấy chị em các bạn. Thì tùy vào cái gạo cũ gạo mới mà chị em các bạn đổ cái lượng nước cho phù hợp nhé. Mình cho hai cái đùi gà vào đây để mình hấp luôn. Mình hấp thế này vừa ngon vừa thơm mà lại không mất thời gian đâu chị em các bạn. Cơm chín thì đùi gà nó cũng chín theo rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi ướp cho cái phần thịt gà này á một xíu gia vị nha chị em các bạn nhé. Mình cho vào đây một thìa canh nước mắm này, một thìa cà phê muối, một thìa cà phê bột ngọt, một thìa cà phê đường, một thìa cà phê hạt nêm, một xíu bột màu điều nhé, để tạo màu cho nó đẹp. Các bạn không có màu điều có thể là cho bột nghệ cũng được, một chút tiêu cho nó thơm, một thìa cà phê dầu hào nha chị em các bạn. Rồi mình cho thêm vào đây một thìa cà phê tỏi này, một thìa cà phê hành băm, một ít gừng thái sợi nữa để ướp vào cho nó thơm. Rồi bây giờ chúng ta để cái này qua một bên để chúng mình đi làm cái mọc nhé. Rồi mình cho vào đây là nửa củ hành tây. Cây ức gà này mình cho hành tây vào mình xay á, nó vừa thơm mà nó lại làm cho cái ức gà mềm này chị em các bạn này. Rồi để cho cái mọc nó có cái độ gắn kết hơn á, mình cho vào đây thêm 50g giò sống nhé. Nếu chị em mà các bạn mà không mua được giò sống đó thì mình có thể cho thêm một xíu bột năng vào. Rồi mình trộn cho nó đều như vậy, rồi mình sẽ nêm vào đây một xíu gia vị cho nó đậm đà nha chị em các bạn. Mình cho đây một thìa cà phê hạt nêm, thêm một xíu tiêu cho nó thơm nhé. Mình cho thêm vào đây một ít hành lá nữa. Rồi mình trộn cho nó đều lên là được. Rồi tiếp theo đây mình sẽ đi nấu cái phần nước lèo để nấu canh hầm nha chị em các bạn. Mình sẽ cho vào đây nửa củ hành tây nhé, củ hành tím, thêm một lát gừng nữa. Rồi mình sẽ cho cái phần cái xương ức gà vào để mình hầm mình lấy nước nhé. Rồi mình sử dụng nửa củ cà rốt. Cái này mình tỉa hoa cho nó đẹp nhé chị em các bạn. Cái này mình cắt ra để mình lát nữa mình cho vào mình làm món canh hầm nhé. Củ cải thì mình cũng sử dụng một cái củ nhỏ thế này là được rồi. Bắp này thì ta cũng cắt cái miếng vừa ăn là được. Cái súp lơ này mình chỉ cần làm phân nửa thôi chị em các bạn nhé. Cái này mình mua có hơi bự đó.
Như hào này thì chúng ta sẽ gọt vỏ rồi chúng ta cắt thành sợi để lát nữa mình xào. Thì chúng ta vẫn có thể thay chu hào bằng những cái rau củ khác để xào nhé. Nếu các bạn mà không thích ăn chu hào đó thì mình có thể là xào với mướp này hoặc là xào với khoai tây này, nó cũng rất là ngon luôn chị em các bạn. Mình sẽ thái từng lát ra trước, thái lát khoảng mức 0,5 cm á, sau đó mình sẽ thái thái sợi ra nha. Đấy, mình xếp chồng chồng lên cho nhiều nhiều chút, mình thái cho nó nhanh. Nếu mà nhà mà có cái bào mình đưa mình bào cũng được nha. Mình cắt thêm nửa củ cà rốt vào nữa để cho cái món xào trông cho nó đẹp mắt. Rồi cái nước dùng gà mình cũng đã hầm được 15 phút rồi chị em các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ vớt cái xương gà với lại mấy cái hành này ra. Chị em và các bạn nêm vào trong nồi nước lèo cho mình một thìa cà phê hạt nêm và một thìa canh nước mắm nhé. Mình sẽ cho cái phần rau củ vào nha chị em các bạn. Cái nào mà lâu chín á, thì mình cho vào trước nha chị em các bạn. Rồi mình để đắp lại, mình nấu khoảng 5 phút. Rồi mình sẽ cho cái phần cải chục lơ vào nha chị em các bạn nhé. Mình đun cho cái nước lèo nó sôi lên. Rồi mình sẽ nặn mọc cả gà vào nha chị em các bạn. Chị em các bạn nấu khoảng thêm 2-3 phút nữa thì cái mọc gà nó sẽ chuyển qua màu trắng và nó nổi lên trên mặt nước như vậy đó. Thì mọc nó cũng đã chín rồi các bạn, nó vừa chín tới thế này á, khi mình ăn cái miếng mọc nó sẽ thơm và ngon hơn. Cuối cùng thì mình có thể nêm nếm lại cho vừa cái khẩu vị gia đình của mình, mục ra tô. Rồi chị em và các bạn cho thêm một ít hành lá vào để lát nữa mình để thưởng thức được cái món canh mọc gà rồi đây chị em các bạn nhé. Tiếp theo đây thì mình sẽ đi làm cái món gà rang nha chị em các bạn. Chị em các bạn cho vào đây cho mình một thìa canh dầu ăn. Mình sẽ cho một ít hành, tỏi và gừng vào, mình phi thơm lên nhé. Khi hành và tỏi gừng đã phi thơm lên thế này rồi á, mình sẽ cho thịt gà vào mình xào nhé. Mình sẽ xào cho cái thịt gà này nó săn lại nha chị em các bạn. Mình xào khoảng mức 3-4 phút là cái thịt gà nó săn lại. Khi thịt gà nó đã săn lại như thế này rồi đó thì mình sẽ cho vào đây một bát nước và mình đậy nắp lại, mình nấu thịt gà khoảng mức 15 phút để cho cái nước nó sôi nhẹ nhẹ thế này thì nó thấm cái thịt gà hơn. Khi mình ăn cái miếng thịt gà nó thể đậm vị, nó thể ngon hơn nhé. Bây giờ thì chúng ta nêm nếm lại cho vừa ăn một xíu chị em các bạn nhé. Cái món này thì chúng ta nấu nó hơi đậm đậm một xíu, ăn cơm thì nó mới ngon. Rồi gà rang sau khi mình đã nấu được khoảng 15 phút á, thì bây giờ nó đã chín mềm rồi này, mà rất thơm rồi. Bây giờ chúng ta cho vào một xíu hành lá, rồi một ít lá chanh thái nhỏ nữa, rồi là mình cho ra là thưởng thức được rồi đó chị em các bạn. Món tiếp theo là món lòng gà xào chu hào chị em các bạn nhé. Thì bây giờ chị em các bạn cho vào chảo cho mình khoảng một muỗng canh dầu ăn. Đợi cho dầu nóng lên thì cho vào đây một ít hành tỏi băm nhé. Khi hành tỏi nó đã vàng thơm thế này rồi, mình sẽ cho lòng gà vào mình xào. Mình sẽ xào cho cái lòng gà nó hơi săn lại. Rồi mình sẽ nêm vào đây một muỗng canh nước tương, một muỗng canh dầu hào. Và mình xào cho cái lòng gà chín. Rồi mình sẽ cho chu hào vào mình xào nha chị em các bạn. Rồi khi cây chu hào và lòng gà nó đã chín thế này rồi á, mình sẽ nêm nếm vào đây một chút tiêu cho nó thơm. Chu hào này á thì chị em các bạn xào nhanh tay trên lửa lớn để cho chu hào nó chín tái, khi mình ăn nó có cái độ giòn nó sẽ ngon hơn nhé. Xào kỹ quá thì nó mềm ăn không ngon đâu chị em các bạn ạ. Rồi cho một ít hành lá vào rồi cho ra đĩa nha chị em các bạn. Rồi mình đã có được 3 món rồi đó chị em các bạn. Bây giờ mình sẽ đi kiểm tra nồi cơm để xem cái món gà hấp cơm nó đã chín chưa chị em các bạn nhé. Đấy chị em các bạn nhìn thấy không? Cái đùi gà trông rất là ngon luôn này, da vàng ươm rồi, thơm cực kỳ luôn chị em các bạn ạ. Mình hấp cơm cách này á, vừa nhanh mà rất là thơm luôn, cơm nó cũng rất là chín rồi. Và đùi gà được cũng là chín cực kỳ luôn chị em các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đem đùi gà ra, chặt miếng vừa ăn và mình sẽ rắc một ít lá chanh lên nữa. Là có được một món đùi gà hấp cơm chặt rắc lá chanh, cực kỳ thơm ngon và đẹp mắt. Mình làm thêm một chén muối ớt nữa là chấm là cực kỳ tuyệt vời luôn chị em các bạn. Rồi thưa chị em và các bạn nhé. Thì sau hơn một tiếng đồng hồ á thì mình cũng đã nấu được một mâm cơm trông cũng rất là ngon và tươm tất này phải không. Mình có ở đây là gà hấp cơm chặt lá chanh nhá, rồi lòng gà xào chú hào này, có gà rang này và một bát canh mọc gà rau củ nhá. Thì mâm cơm này tuy nhìn cũng rất là đơn giản thôi nhưng mà nó rất là đầy đủ các món ăn, đầy đủ chất dinh dưỡng cho gia đình chúng ta nhá. Tuy nhà giàu hay là nhà nghèo chúng ta cũng có thể nhìn mâm cơm thế này cũng rất là sang trọng rồi. Thì ăn xong mình cũng có thêm một ít trái cây để tráng miệng nữa.
Thì hy vọng rằng qua video hôm nay, chị em cũng có thể nấu được một mâm cơm vừa ngon, vừa đẹp mắt và hấp dẫn cho gia đình của mình nhé. Xin cảm ơn chị em đã dành thời gian xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại chị em trong những video tiếp theo nhé.